mến. Gặp chua luôn anh. Đồ đồ ấy rồi. Chào các bạn đến với kênh của Sang Trần Vlog. Sang đang có mặt ở chùa Lỗ Mới nha cả nhà mình. Hôm nay cũng là ngày tập chinh vàng đầu tiên của ngôi chùa Lỗ Mới. Các anh em đang tập khởi động nha. Để tí nữa mình xuống vàng mình tập về mình không có bị chặt sai khớp nha. Thì cả nhà mình cũng thấy là hôm nay là ngày tập đầu tiên của ngôi chùa Lỗ Mới nha cả nhà mình. Thì anh em ở đây cũng đang tập chinh vàng để chuẩn bị cho mùa giải 2024 ốc ông bóc ha cho ở trên Sóc Trăng. Thì cả nhà mình muốn biết năm nay là tham dự là khoảng từ 70 đội nha.
Chào cả em đợt ơi.